vừa nó mát mà sao nay nó nóng dữ không biết. Đây, một con tôm. Chết. Nhưng mình đi lố rồi. Lỡ rồi. Lộn đường. Ok, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm ô cà phê của nhà mình, chính xác là nhà bạn gái mình. Đó, cái đường vô này kinh khủng không? Lá mì, ô lá mì, đây là một cái ô lá mì. Mọi người nhớ hồi xưa hay hồi nhỏ mình hay bẻ làm dây chuyền. Lá mì ăn được nha mọi người. Đa số người kinh á là họ không biết lá mì ăn được. Đa số họ biết ăn củ mì không? Củ mì mà bắt là gọi củ sắn á. Nhưng mà người đồng bào Ba Na, không những Ba Na mà nhiều đồng bào khác nữa cũng ăn lá mì. Họ giả rồi họ nói chung là làm cái kiểu của họ. Mai mốt mình sẽ quay, mình sẽ có một cái clip quay đi về ẩm thực lá mì cho mọi người xem. Hôm nay trên kênh cũng có rồi, nhưng hồi đó là mình quay chơi thôi chứ không phải là mình làm chi tiết nguyên ô lá mì luôn. Rồi bây giờ mình đi vô ô cà phê của mình ha. Đường rất khó nha. Đường này mà trời mưa thì xác định khỏi đi bộ thôi. Đây là xã, một cái bãi xã của ai đó không biết. Thưa thớt quá. Bắt đầu vô cà phê rồi nè, nhưng mà chưa phải ô của mình. Đó, cà phê này. Cà phê đây chắc mấy bữa cũng thu hoạch thôi. Hôm nay là nhà mình thu hoạch cà phê nên mình đang rảnh nên mình vô quay cho mọi người xem luôn. Hôm nay người ta đang đốt, là đang tính trồng gì, ai đang làm đây? Ở đây nhà trồng ngô, trồng bắp á. Này có ngô bắp lớn này, ngô bắp này, cái ngô này. Đa số người ta trồng xen kẽ đủ loại hết rồi. Tới rồi, mình cắt xe rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ mình đi đây phải lại cao cho mọi người xem nha. Khi được trên cao cảnh mình bay quanh quanh không đây luôn, không biết quay lan can còn đủ mình để bay không nữa. Bây giờ thì mình đã lại cam xong, tiếc là cái mình chỉ mang cái thẻ nếu 16GB thôi, thẻ 32GB thì mình bỏ trong GoPro, mình quên mang tiêu mục tiêu rồi. Ok thì mọi người xem nha. Nó đang báo cảnh báo ở trước đó, cho bay không cho đi tới chứ. Mình mở đây. Chưa bằng chuối nè mọi người, đùa thôi chứ ra chắc các anh chị thấy chín á không hái ăn luôn, chẳng mang về luôn cho mọi người luôn, có cà mà đắng nữa.